Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Ngày hôm nay trong lịch thì là ngày nghỉ lễ, ngày public holiday. Người ta ghi ở trong quyển lịch là bank holiday ở Sydney. Ba Sáu Trích không chắc là ba em có được nghỉ hay không, nên là ba em vẫn đến văn phòng ngày hôm nay. Và nếu được nghỉ thì ba Sáu Trích sẽ quay về khách sạn. Hôm nay ngoài trời đang mưa nên là ba mẹ con cũng không có kế hoạch đi đâu cả. Trưa nay mình sẽ nấu mì pasta với lại pesto hôm vừa rồi mình mua ấy, cho anh em Sáu Trích ăn trưa này. Bây giờ mẹ em đang pha trà để ngồi ăn sáng. Sáu Trích ăn sáng rồi. Sáng nay mẹ em uống trà với ăn bánh rán đây. Trà đây, cho sữa vào nào. Bánh rán đây. Mọi người có nghe thấy tiếng em lợn không? Sói này, con còn một miếng bánh mì nữa, con không ăn nốt đi. Em Trích lại chui vào đấy để làm gì đấy? Joey! Hả? Con ngồi trong đấy làm gì đấy? À, em này. Mắt em là không sưng nữa, nó chỉ tím tím thế thôi. Trông như kiểu là trang điểm mắt khói ấy, em nhở. Ơ con, nhặt lên cho em. Raphael, can you pick it up please? One, two. Can you pick it up please? Nào không giúp mẹ thì lại time out bây giờ nào. Okay, would you like time out then? Can you pick it up for Zoe please? Hurry up. Tá to Zoe. Tá. Zoe say dạ. À. Đúng rồi, à. À, thôi con ăn đi, con ăn đi. Con ngồi ra đây con ăn, mẹ bật tivi cho xem nhá. Xem ABC Kids nhá. You want ABC Kids, you too? Yes. ABC Kids? Yeah. Can mommy see the picky? Can you do it? Ôi, ơi. Nào bật lên nào, bật tivi nào. Hai anh em ngồi xem tivi. À, mẹ em cũng đang giặt quần áo kia, giặt khăn tắm nữa kia. Bây giờ mẹ em ngồi uống trà thư giãn một tí nào. À, thôi ế, cái gì đấy. Này 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 này, Raphael, close it. Không, trong đấy không có cái gì để chơi cả. Con bỏ ngay em lợn ra khỏi tủ lạnh. Từ sáng đến giờ là em Trích thì cho em lợn vào trong lò vi sóng. Anh Sói thì cho em lợn vào trong tủ lạnh. Đấy. Có khi là mẹ phải tắt cái cầu dao của cái lò vi sóng. Chứ không thì là có ngày là em Trích nướng luôn em lợn ở trong đấy. Đây, vẫn còn bật giờ để mà nướng đây. Take it out please. One, two. Out, out, out. Close the fridge. Thank you. Nào có xem tivi không, mẹ tắt đi nhá. Mommy turn the TV off. You're not watching. Go. Sit on sofa now, you two. Ah, ah, ah. On the sofa. Zoe, come on. Come on. On you go. What's that? What's that? Cái gì? Hoa. Hoa. Đấy. Mẹ nói không nghe, hai đứa cứ ngồi đấy để đợi. Mẹ em không để ý là bắt đầu mở tủ ra đấy. Mở tủ ra để cho lợn vào đấy đấy. Con này baby Jack này. Oh, hamster noise. Baby Jack on the TV. Zoe, Zoe, ah, 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 ah. Nhanh ra đây khẩn trương. À. Nào Trích, à à à à à, no, à à, ú cái gì, à à, come on, ok bye Zoe, bye, không phải giơ cái tay này là thơm thơm đâu nhá, kính của con đâu, mẹ lấy kính cho chơi nhá,
kính của em đâu. Đây. Zoe. Glasses. Chá. Quay ra đây mẹ xem nào. Quay ra đây mẹ xem nào. Wow. Ra đây mẹ giúp. Ra đây mẹ giúp. Mẹ giúp, mẹ giúp. Ừ, mẹ giúp nhá. Nào, nào, nào. Chưa được, chưa được. Wow. Wow. Nào, nào mẹ giúp, mẹ giúp, mẹ giúp, mẹ giúp. Nào, mẹ giúp nào. Mẹ giúp. Wow. Wow. Ok. Thôi không chơi với em nữa. Chơi với em. Chà của mẹ nguội bây giờ. Bật chấp bật chấp. Chưa xong là em đi ngủ đây. Sáng nay em không ngủ cái giấc buổi sáng của em. Em chơi suốt với anh sói. Hai anh em lôi đủ các thứ ra để chơi.
Tóc em xoăn này. Mẹ em để cho em ngủ nào. Đóng cái rèm kia vào. Kê vào đây cho em có cảm giác là có người nằm cạnh. Tóc chích này. Yeah, yeah, yeah. Tóc em dài lắm ấy chứ. Đóng cái này lại. Nào sói, con có đi ngủ không? Rafi, would you like to go and have a nap? No. No? This one is spinning around. This one spin around got wheels to move. Đúng rồi. Có cái bánh xe để di chuyển này. Ngày nghỉ lễ hôm nay là ngày bank holiday, nên là chỉ dành cho những người làm ở ngân hàng thôi. Trời hửng nắng lên rồi, đợi em trích dậy ba mẹ con sẽ đi ra ngoài. Đi ra ngoài để mẹ em đi mua xoài thái về ăn chơi. Dạo này mình chỉ có ăn vặt cái xoài thái đi thôi. À còn cái cơm cháy hôm vừa rồi mình mua ấy, thì cái cơm cháy đấy vị của nó là vị tom yum ấy, tom yum Thái ấy. Có bạn nào đã ăn cái canh tom yum đấy chưa? Nó chua chua, cay cay, ngon ngon, rất là thơm. Cái cơm họ làm thì họ có cái vị đấy. Có cái như kiểu là, gọi là gì nhỉ? Nó là một dạng như nước sốt đấy. Người ta quét lên cái miếng cơm, sau đấy thì rắc ruốc lên trên này. Và cái hạnh nhân rang ở lên trên. Ăn thơm lắm luôn ấy. Bây giờ mình đang giặt quần áo, sấy quần áo. Không biết mọi người nghe thấy cái tiếng máy sấy không? Nó quay tích. Phải mở cái cửa tủ của cái chỗ đặt máy giặt với máy sấy ra. Vì nếu mà mình đóng lại ấy, thì máy sấy nó hoạt động, nó sẽ kiểu cái hơi nóng, nó lấy cái nước ở trong quần áo ra, nó sẽ làm ướt hết bên trong cái tủ đấy ấy. Nó sẽ bị đọng nước xuống dưới sàn nhà. Nên là mình phải mở cái cửa ra. Hơi ồn một tí. Sói không ngủ thì thôi, ngồi đây hai mẹ con xem TV show. Rafi, con ra đây ngồi với mẹ nào. Raphael, come on. Cứ xoay xoay cái ghế, cứ thích ngồi cái ghế xoay xoay đấy thôi. Không ra đây ngồi với mẹ à? Tối nay mẹ em sẽ nấu nốt cái khay sườn. Từ khi chuyển vào cái khách sạn này mình mua hai cái khay sườn, mọi người nhớ không, thì đã ăn được một khay rồi. Còn một khay vẫn ở trong tủ. Tối nay mẹ em sẽ nấu nốt và nói ba em là không mua gì về cả. Bà Sáu chỉ có cái thói quen là đi về đến cái bến tàu đấy, tạt vào cái cửa hàng đồ ăn ngay bên cạnh đấy để mua mì pasta. Nhiều lúc mua về mà không ăn ấy, cứ kiểu bị thói quen như thế. Hay là một thói quen nữa là cứ đi vào các cửa hàng đồ điện tử là phải mua những cái cáp. Cái cáp USB bình thường thôi, cái cáp kiểu để sạc các thứ bình thường thôi. Một cái nữa là mua chuột. Bình thường ấy thì hai vợ chồng mình dùng MacBook. Thế nhưng mà ba Sói Trích đi làm ở công ty thì công ty họ dùng máy hệ điều hành Windows bình thường ấy. Công ty cung cấp máy cho ba em dùng, ba em phải dùng cái máy đấy. Thì từ khi đi làm phải dùng máy công ty là ba Sói Trích có thêm một cái sở thích nữa là đi mua chuột. Mua chuột để sử dụng ở cái máy đấy ấy. Đương nhiên là trên máy tính có chuột ở trên đấy. Thế nhưng mà ba em đấy cứ thích đi mua thêm chuột wifi ấy, để cầm ở bên ngoài cho thích ấy. Không biết là mua bao nhiêu cái chuột máy tính rồi. Lần nào cũng thấy hỏi, lần nào chuyển khách sạn cũng thấy hỏi mình là cái chuột máy tính của ba đâu nhỉ. Trong khi đấy thì lúc nào mà sắp xếp đồ ấy, mình cũng để hết những cái đồ điện tử vào một cái ba lô riêng. Nhưng mà ba em hỏi là hỏi thế thôi, hỏi là để lấy lý do thế thôi, là để đi ra ngoài đi mua thêm con chuột nữa. Ở nhà mình không biết là có bao nhiêu cái con chuột rồi. Xong rồi thi thoảng đi thì lại có khi là mua chuột này cho ông nội, cho ông nội Sói Trích ấy, để ông nội dùng ở trên tivi cho nó tiện. Mua chuột đấy, nhắc đến mua chuột thì lại còn thêm một cái nữa là mua keyboard, mua cái bàn phím máy tính nữa. Đợi là ba Sói Trích có cái thói quen, có cái sở thích là cứ đi vào các cửa hàng đồ điện tử là y như rằng phải mua cáp này, mua thẻ nhớ này, bộ nhớ ổ cứng này,
mua chuột này, mua bàn phím này. Đấy, sở thích của ba em đấy. À, nói đến thẻ nhớ với lại ổ cứng thì có nhiều bạn hỏi mình là sau khi mình up vlog lên ấy thì những cái vlog đấy mình để ở đâu. Thì đương nhiên là mình có một loạt ổ cứng với dung lượng rất lớn để mình lưu giữ tất cả những cái vlog mà mình đã làm ở đấy. Dung lượng mỗi vlog sau khi nén xong thì chỉ rơi vào tầm 1GB, 2GB là quá nhiều ấy. 1GB thỉnh thoảng có những cái chỉ 800MB thôi. Đại loại là nó không nhiều lắm. Nhưng mà mình cũng có tính tổng đến bây giờ mình cũng có tầm bao nhiêu cái ổ cứng nhá. 5 cái ổ cứng là mình đang dùng để lưu giữ tất cả ảnh này. Vlog từ trước đến giờ mình làm này. Mỗi ổ cứng thì trung bình là 2 terabyte, 2 TB. Còn TB là gì thì các bạn Google nhá. Mẹ sớ chứ không đi sâu vào giải thích mấy cái này vì là nó không cần thiết ấy. Hẹn gặp lại mọi người một lúc nữa khi mà em Trích dậy ba mẹ con đi ra ngoài nhá. Em Trích đã dậy này. Anh sói thì không ngủ trưa. Kiểu gì đi bộ một lúc là cũng gật gà gật gù ngủ ở trong xe đẩy cho mà xem. Nào đi thôi. Hết âm lên thế hả con? Em vừa ị xong ấy. Ị xong em thoải mái quá à. Cười kiểu gì đấy? Gật gật cái gì? Tao tù. Tao tù. Tao tù là cái gì? À, cái tiếng này. Tinh tông. Tao tù. Tao tù. Tinh tông. Tinh tông. Tao tù. Tao tù. Tao tù. Tinh tông. Tinh tông. Tao tù. Raffi. Ding dong or tao tù? Ding dong. Good boy. Đấy, anh Soi nói chuẩn đấy chứ. Ding dong chứ. Tao tù. Ding dong. Very lovely. Yeah. Ding dong. Very lovely. Yeah. Đó quá. Nhà sở Trích bây giờ là có đường quen, phố quen, quán quen ở dưới này rồi. Nói ngủ chưa? Chưa. Vừa đấy đi qua chỗ nắng mẹ em phải kéo cái này xuống. Bubble. Trích lại nún tay làm gì đấy con? Nún tay để ngủ tiếp á. Ba mẹ con em đi ra cái chỗ cửa hàng đồ Thái đấy. Bubble. Cái cơm nếp của Thái này họ nấu ngon lắm nhá. Không bị ngấy như cơm nếp ở nhà mình đâu. Sói với Trích thích ăn lắm. Mẹ em phải nghiên cứu cách nấu cái cơm đấy mới được. Con nhìn gì đấy, Bubble? Ở nhà cũng có gạo nếp. Cá. Cá bà. Ui, gió nha. Gió nha con nha. Hi. Hi. Cười. Cười gì đấy? Lát nữa quay lại đây mua trẻ giun này. Trẻ run hôm trước mẹ em ăn ngon lắm. Chú kia chú bảo là quay chú vào trong vlog với. Đây rồi. Cửa hàng hoa quả quen thuộc. Here we are. Boom 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 boom. Vừa nãy mẹ em đi xuôi chiều gió.
Bây giờ đi ngược chiều gió. À dạ. Mọi người nghe thấy tiếng gió hù luôn. Gió nhưng mà kiểu man mát ấy, không lạnh, thích lắm. Bà bố. Mình không mua chè run nữa, vì là chè run chỉ để được một ngày ở trong tủ lạnh thôi. Tối nay không ăn chè run. Bà bố. Mua được 4 quả xoài. Chọn mãi mới được 4 quả. Thật là cứng thì nó mới giòn ấy. 3 quả táo cho sói chích. Bubble. Giờ này chưa phải giờ tan tập. Đường phố mới vắng vẻ thế này ấy. 2 tiếng nữa đến giờ tan tầm là đông nghịt luôn. Không thích nhất ở đây là đi ngoài đường ngửi rất nhiều mùi thuốc lá. Em lại ngáp à. Vì sáng nay em không ngủ buổi sáng ấy, em ngủ cái giấc buổi trưa thôi. Bây giờ em lại ngái ngủ phải không? Mỗi lần đi qua đây là mình thích lắm. Vì cái đèn kia kìa là như kiểu là hẳn luôn con gì ấy, như kiểu là con rắn á, chạy dài từ phía trên kia cuốn xuống đến đây. Sói đã tự đóng cái này lại. Ôi giời, lờ đờ. Em buồn ngủ. Mẹ em không chú ý đến em nữa là em ngủ. Bà bố. Ba sói chích hôm vừa rồi đi mua một túi cheese mà không mua crackers để ăn cùng. Nên là bây giờ mẹ em đi tìm mua này, và mua một ít khoai tây nướng về để tối nay ăn với sườn nướng nữa. Em nhảy cái gì ấy? Nhảy cái gì ấy? Ở đây là thịt gà nướng này. Gà nướng. Có khoai tây nướng không nhỉ? Bình thường là có. Mẹ em không tìm thấy cái loại có mật ong. Nên là mua tạm cái này vậy. Thanh niên sói ngủ rồi. Đấy, say sưa rồi. Say sưa quá. Giấc mơ chưa muộn. Đi thôi, em chích đừng bóc ra nhá. Con đừng bóc ra nhá. À, mua cái này cho sói chích ăn sáng nữa. Cũng đưa vào miệng giả vờ chứ. Đâu nhỉ? Coco Pops. Đây rồi. Chích thích ăn cái này. Đây, vị yogurt. Yogurt tea. Zoe yogurt tea. À, yogurt tea đấy, trả mẹ luôn. Trả mẹ cái này luôn. Nha. Yeah. Có nên mua cái này không nhỉ? Sói thích ăn Coco Pops mà.
em phải làm miếng ngay nha. Cái này như kiểu là bỏng gạo với lại sữa chuối. Going up. Going up. Nhâm 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 nhâm. Mày ăn không nói ping pong hả con? Mà cái thang máy này nó cũng không ping pong cơ. Nhỉ? Yeah. Nó không có ping pong gì cả. Về khách sạn rồi. Không có khoai tây nướng. Thôi, mẹ em không mua thêm cái gì nữa. Ăn sườn với phô mai với crackers. Vì thường mình làm những cái món á, kiểu ăn kèm là ba sáu chích rất lười ăn ấy. Hôm trước làm salad đấy là ba em cũng không ăn. Mẹ em không mắc công làm nữa. Đấy. Abu. Mẹ sáu chích cũng sẽ dừng vlog ngày hôm nay ở đây. Đây. Mọi người nhớ là sau khi xem vlog của nhà sáu chích thì để ý xem đã đăng ký cho kênh của nhà sáu chích chưa nhá. Bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký. Bạn nào mà tốt bụng hơn nữa thì chia sẻ vlog của nhà sáu chích trên trang cá nhân của các bạn để nhiều người hơn nữa biết đến kênh của mình. Và nhà sáu chích cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam. Bye. Rồi bye bye. Bye. Con phải để cái máy lên thì mọi người mới nhìn thấy con được chứ. Bye. Mua.